Nên bước về đầu thảm với hai bàn chân song song và cách rộng bằng vai. Bắt đầu. Hít vào, hai tay đã lại. Thở ra, vươn tay. Đẩy căng bàn tay. Tiếp tục nâng các đầu ngón chân lên. Dồn trọng lượng đều trên lòng bàn chân. Siết bắp đùi lại. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Khi thở trầm, khi thả lỏng vai và thả lỏng cổ, cái vai chúng ta sẽ có một khoảng trống. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào gương, mềm vai ra, chỉ cần hơi đẩy căng bàn tay một chút là được. Siết cơ đùi lại. Ở mức độ đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ hơi siết cơ bụng lại một chút, giống như tư thế tấm ván ấy. Hơi thở thì hít thở chậm, đều, từ từ. Hãy cố gắng cái cánh tay của chúng ta vươn thẳng. Mức cơ bản nhất đó là vươn thẳng lên trần. Hít sâu một hơi, chùng tay, hạ tay xuống, thở ra. Tư thế nghiêng mình, hít vào, hai tay vươn lên, đan lại. Đẩy ngược lên, thật ra nghiêng người sang bên trái, đẩy hông sang bên phải, nhìn thẳng về trước, tập trung kéo căng cái sườn bên phải, kéo căng sườn bên phải. Nhìn thẳng. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các động tác cân bằng về phần chân. Thì phần đầu chúng ta sẽ thực hiện các cái động tác để giúp mình giãn mềm các cái cơ cơ bản nhất, sau đó mới vào động tác chính. Hít sâu một hơi, gồng cơ bụng, nâng lên. Thật ra hạ tay xuống. Đổi bên. Hít vào, hai tay vươn. Thả lỏng vai ra, thả lỏng vai. Phần lớn cái động tác vươn tay chúng ta hay bị gồng cổ và gồng vai. Thật ra nghiêng bên phải. Đẩy hông sang bên trái. Nếu không nghiêng nhiều thì cứ hơi cong một chút là được. Mềm vai. Nhìn thẳng hoặc là nhìn chéo lên trần. Không nén thở nhé. Có thể hơi siết cơ bụng lại một chút. Gồng siết cơ bụng, đứng lên, hạ tay xuống. Từ đấy căng duỗi. Hít vào, hai tay vươn lên. Thật ra vươn dài người về trước, gập người xuống. Gập người xuống. Hai tay nắm với bắp chân hoặc là cổ chân. Dứt hàng đầu gối. Nhắm mắt lại. Khi thở trầm lại, hãy nghĩ đến phần thắt lưng và cơ bụng, thả lỏng bụng ra. Mỗi lần thở ra, thả lỏng bụng, thả lỏng thắt lưng. Hơi ướn ngực lên một chút. Đừng để căng quá nhé. Thế nào gọi là căng quá? Là khi chúng ta thấy có biểu hiện là cái chân mình nó bị cong lại. Cái khuôn mặt nó trở nên căng thẳng hơn. Cái hơi thở nó bị gấp đi. Khi cơ thể chúng ta chịu một cái cường độ đau quá lớn thì nó sẽ có biểu hiện như vậy. Thì mình tự động giảm độ căng đi bằng cách là nhả bớt ra. Người chúng ta cách xa chân ra một chút là được. Hít thở dài hơi, hít thở sâu, hít thở chậm. Nào tăng độ căng hơn một chút. Từ từ buông tay khỏi chân. Tấm ván. Hít vào, bước lùi lại, tư thế tấm ván. Tư thế tấm ván. Thật ra hạ vong lưng xuống, tư thế con rắn. Đẩy ngược lên, nhấc cao vai, căng chân, gồng bàn tay, giữ nguyên. Đẩy ngược về trước để căng cả chân nếu muốn căng hơn. Cái vai và cái mang tay chúng ta là cách xa nhau. Hít vào, gật đầu lại, siết cơ bụng, siết cơ bụng. Nâng lên, cứ để chó dưới mình.
Thật ra đầy cao mông, đầy cao mông. Nếu động tác này mà chúng ta cảm thấy bị đuối phần vai, mình có cảm giác như tay mình sắp bị trượt về trước ấy, thì chân chúng ta bước cao lên một chút, nó sẽ hỗ trợ. Cảm giác như ai đó đang kéo cái mông mình lên trên. Từ đấy trường tấn, hít vào bước chân trái lên trường tấn. Thật ra duỗi dài sống lưng, cẳng chân đằng trước vuông góc với sàn, chân đằng sau đẩy căng, ngón tay chống ngang với ngón chân và đầu gối thì áp sát vào bắp tay. Toàn bộ phần thân đằng sau chúng ta sẽ tạo thành một đường thẳng, chân, mông, ngực, đẩy ngực lên, đẩy ngược lên, chút dài. Rồi tư thế căng giữa một bên chậm chậm nhé. Khi đẩy một hơi, từ từ rút thẳng chân. Tay trái nắm cổ chân, tay phải có thể chống xuống thảm. Thật ra rút dài lưng. Tư thế này sẽ kéo giãn toàn bộ phần chân. Mình có thể giảm độ căng đi bằng cách kiễng cái chân đằng sau lên. Hãy nhớ là giữ thẳng lưng bằng cách đẩy ngực lên. Còn tất nhiên nếu muốn căng hơn thì chúng ta gập người gần vào chân. Căng hơn nghĩa là căng cái chân trái đấy. Đúng rồi, tay trái để chống bên viên gạch. Giữ tĩnh một chút nhé. Tư thế gọi tam giác xoay. Tay phải chúng ta chống xuống thảm hoặc chống lên viên gạch. Nhất để viên gạch nằm ngang. Nằm ngang. Đúng rồi. Duỗi thẳng lưng, cân bằng nhá. Xoay người sang bên trái. Tay trái hướng lên trần. Đẩy ngược lên. Viên gạch chống gần vào chân một chút. Hoặc dựng viên gạch lên. Kiễng bàn chân sau lên đi. Kiễng bàn chân sau cho dễ thực hiện. Cái trọng lượng dồn sang tay bên phải. Đẩy ngược lên. Chúng ta làm chậm nhá. Làm chậm nhá. Giữ chắc cái bàn tay ấy. Chân sau kiễng lên đi. Chân sau kiễng lên đi. Kiễng gót chân sau lên. Cho dễ. Nào kiễng gót chân sau lên. Thẳng lưng đã. Lưng bị cong rồi. Ướn ngược lên. Xoay người sang phải, chống hai tay xuống thẳm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Tư thế chó dưới mình, hít vào bước lùi lại. Đẩy cao mông. Thật ra tiếp tục nhấn vai xuống. Động tác này thường xuyên được tập luyện. Vậy mình điều chỉnh hai cái bàn chân song song. Nó sẽ kéo giãn vào phần chân, phải đẩy căng chân ra một chút. Nhưng nếu mà căng mà mình thấy đau chân quá, khó chịu ấy, thì có thể giảm độ căng đi bằng cách kiễng gót lên. Chúng ta đổi bên, hít vào bước chân bên phải lên. Từ đấy trường tấn đã. Thật ra rút dài lưng. Rút dài lưng. Cẳng chân phải vuông góc với sàn. Chân đằng sau đẩy căng. Gối chân phải áp sát vào bắp tay. Không nằm lên đùi đâu, mà đẩy cao lên, chống bằng ngón tay thôi, ngón tay thôi. Rút dài người. Thì đẩy căng dưới một bên, hít sâu một hơi. Đẩy thẳng chân phải. Hỗ trợ một dụng cụ đi, nếu trong trường hợp mà mình cảm thấy căng cái chân, làm viên gạch bên tay trái. Kiễng gót chân sau lên, hoặc thu ngắn chân lại, sẽ dễ thực hiện hơn. Đẩy ngược lên. Làm chậm nhá. Động tác này nhìn thì đơn giản, nhìn rất đơn giản luôn, nhưng mà nó kéo rất là mạnh vào cái chân. Và cũng thuộc nhóm mà hay chấn thương. Chúng ta để ý là cảm nhận cái
cái độ căng ở cái sợi dây cơ dưới chân phải đấy, mình thấy đau hơi rát rát một chút là mình phải tự giảm độ căng đi, giảm đi bằng nâng cao người lên hoặc là chống mạnh tay lên tay bên gạch, dựng thẳng bên gạch sẽ dễ hơn. Mục đích có gạch để chúng ta dồn bớt cái trọng lượng sang cái tay chống bên gạch. Tư thế tam giác xoay, tay trái chúng ta sẽ chống lên viên gạch hoặc chống xuống thảm, duỗi dài sống lưng ra đã, xoay người sang bên phải, xoay sang ngang cũng được, không nhất thiết phải nhìn thẳng lên trần đâu, tại vì nhìn thẳng lên trần là tương đối nâng cao đấy. Chân chúng ta có thể thu ngắn chân lại một chút cũng được, tay chống gần vào chân, tay chống gần vào chân. Chân sau kiễng lên đi, chân sau kiễng lên. Nhấc cao vai. Những người mà mát mát như này là rất dễ tăng cân. Sờ tay ấm không? Nên là không tăng được cân. Nhưng những người mà có bàn tay ấm áp lúc nào người rất là thon. Xoay người sang phải, trùng chân. Không phải tay đâu mà đây gọi là trái tim ấm áp. Hít vào bước chân trái lên, chụm sát hai chân. Thật ra chúng ta tiếp tục gập người xuống. Không cần phải gồng tay để kéo đâu. Kỹ thuật đó là hít thở sâu, thở từ từ, nhắm mắt thả lỏng trán. Chỉ cần người mình thả lỏng ra, cái sức nặng nó tự kéo cơ thể chúng ta xuống, nó kéo một cách rất là dễ chịu, giống như chúng ta thư giãn ấy. Muốn đạt được trạng thái thư giãn thì phải đạt được cái trạng thái là hơi thở siêu chậm. Đừng nghĩ gì cả, hãy nghĩ đến cơ thể của mình, nghĩ đến phần thắt lưng, nghĩ đến nó, thả lỏng nó ra, như là chỉ huy cái bàn tay ấy. Truyền cho nó một dòng suy nghĩ là thả lỏng thắt lưng, thả lỏng bụng. Rồi từ từ buông tay, hai tay chống vào hông, hít sâu một hơi, gồng cơ bụng và đứng lên, chạm ra không chóng mặt. Thật ra buông. Sao cô ra nhiều mồ hôi thế? Nhiều nước ấy. Cái động tác cân bằng bằng chân nhá, tư thế cây trước, chân trái làm trụ, chân phải co, là giữ chắc chân. Hít vào tay sang ngang, hoặc là tay vươn lên, thật ra giữ. Để cân bằng, bước đầu tiên chúng ta đứng đúng động tác đã, nào gối chân phải đẩy về sau. Bước thứ hai, điều chỉnh cái hơi thở của mình nó chậm lại. Muốn giữ cân bằng thì chúng ta phải kiểm soát được hơi thở. Hơi thở nhanh tạo nhịp tim tăng nhanh, làm chúng ta khó giữ thăng bằng. Tiếp sau đó hãy chọn cho mình một cái vật tĩnh ở trong gương, nhìn vào viên gạch. Chưa quen thì hãy nhìn vào viên gạch, luyện tập nó đi. Nhìn trực tiếp vào một viên gạch trong gương thôi. Nhìn vào một vật tĩnh. Và hít thở chậm thôi. Đừng nhìn vào cái người đang di chuyển này. Cơ thể mình nó sao chép mà, cứ thấy mình đang ai đang di chuyển cử động là chúng ta bị cử động theo. Hà tay, hà chân. Nên là chỉ cần chơi một cái đội huấn luyện viên dáng thon, kiểu gì cũng dáng thon. Không, em nói cô giáo. Đổi chân. Chân trái co, bình tĩnh, nhanh thế làm sao cân bằng được. Vào động tác phải từ từ, hít một hơi thật sâu, dễ chịu này, đứng vững nữa. Thường thì mọi người hay chỉ quan tâm nhiều cái động tác thể lực, đổ mồ hôi, nhưng có một nhóm tư thế đấy chính là tư thế cân bằng này. Động tác cân bằng nó giúp chúng ta luyện tập những cái thứ mà rất là cơ bản, nhưng về sau giúp mình kiểm soát tốt hơn, kiểm soát mọi việc nó tốt hơn đấy.
nó giống như một dạng thiền. Chứ đứng một chân mà lại nghĩ đầu óc nghĩ cái này này nghĩ cái kia thì không cân bằng được. Nhiều khi mình muốn giải quyết vấn đề gì đó thì mình phải đứng im, thả lỏng chán, giống như một cái cây. Thôi, hà tay, hà chân. Không mô tả một lúc phát mọi người đang đứng cái cây mọi người ngủ mất. Cân bằng tiếp nhá, khó hơn chút nhá. Chân trái làm trụ. Hai tay đan giữ bàn chân bên phải. Nhìn nhá, chúng ta kéo mạnh vào bàn chân để ép cái đầu gối vào ngực. Ép đầu gối ngược lại, đồng thời đẩy ngược lên. Mức cơ bản nhất là đứng thẳng được như thế này. Kéo mạnh đầu gối vào ngực, đẩy ngược lên. Đừng cong cong này, đẩy ngược lên. Mức tiếp theo là phụ thuộc độ dẻo mỗi người, không bắt buộc. Nhưng lưng chúng ta luôn thẳng, hãy quan sát cái lưng nhé. Tùy độ cân bằng và dẻo mỗi người, chúng ta duỗi được chân bao nhiêu thì duỗi, không bắt buộc phải duỗi thẳng đâu. Không cao như vậy đâu chị Hà, thấp chân xuống. Nào, không nhất thiết phải giữ thẳng. Nếu cái lưng đang cong, đẩy ngược lên. Đúng rồi, người đang rất là run thì run nghĩa là mình căng thẳng, mà căng thẳng nghĩa là mình phải giảm độ căng đi một chút. Đây, tập quá là như này, quá là ngã. Giờ nhanh ra thì vẫn được, nhưng mà giữ 30 giây thì lại phải đúng kỹ thuật. Hạ xuống. Muốn đứng được cân bằng lâu thì cái lưng nó phải thẳng, cái trọng lượng thẳng. Nếu một cái cong cong như này, chúng ta đứng làm sao được luôn. Thẳng lưng này, ép gối thật gần vào ngực thì phải kéo mạnh cái chân, gần như nó đẩy hích gối vào ấy. Rồi chúng ta duỗi được bao nhiêu thì tùy, cứ kéo mạnh tay mà. Hai tay giữ bàn chân bên trái. Bước đầu tiên giữ được bàn chân đã. Ép sát đầu gối vào ngực, đẩy ngực lên. Đẩy ngực. Đứng vững đã. Duỗi ra một chút đi anh. Ít quá, duỗi ra một chút. Rồi dừng. Đẩy ngực. Đúng rồi. Lưng thẳng. Toàn bộ phần trụ thẳng đã. Phần vai vẫn thả lỏng. Đẩy ngực lên. Hạ chân xuống và chúng ta vào động tác chính. Hãy lấy một viên gạch. Thế thế gọi là nửa vầng trăng, half moon. Hôm nay qua rằm đúng không nhỉ? Hôm nay 17 rồi. Thế đúng là half moon cái gì? Một nửa vầng trăng. Gọi là trăng rằm. Là bàn chân chúng ta song song vào gương chân trái. Tốt nhất là đứng ra ngoài thảm. Và đứng lệch nhau ra. Lệch là trong hàng ngang này, không ai đứng cạnh mình cả. Đấy, người trên, người dưới. Chống viên gạch xuống thảm, cách ngón chân, hai gang tay. Đo, hai gang tay. Cô xoay vào gương là được, cùng chiếu mọi người. Cô tránh chị Hà ra không? Tí là chị Hà chị sẽ đá vào cô ấy. Cô tránh ra đi. Tránh chị Hà ra. Tí chị giơ chân phát là cô bay ra chỗ khác mất. Tay phải chống hông. Tay trái nắm viên gạch. Dồn trọng lượng lên tay trái và nâng chân phải lên song song với sàn. Hít thở trầm. Khi chân chúng ta song song với sàn, hãy siết chặt bắp đùi lại để khóa và giữ chân chúng ta ở yên ở đấy. Mắt chúng ta nhìn thẳng vào bàn tay trái ở bên dưới, đừng nhìn sang trái, đừng nhìn sang phải. Một mình một kiểu và một mình. Và một mình một động tác. Chân trái và tay trái tập trung đi ạ. Chân trái và tay trái. Chân nào tay đấy. Đang tập lại à. Chuyển lớp khác. Cho sang lớp lưng cao tập. Hít thở trầm một chút. Cứ bình tĩnh thôi. Rồi, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên. Cứ bình tĩnh nhá. Đo là chuẩn đã. Bàn chân giống bàn cái viên gạch. Cách bàn chân tầm 2 gang tay.
tay trái chúng ta chống hông, tay phải chống viên gạch. Hít đầy một hơi, thở ra bình tĩnh, sau đó chúng ta mới nâng chân trái lên. Các động tác cân bằng bằng chân thì luyện chúng ta cái khả năng tập trung, điều phối cơ thể của mình. Khi mình tập dần và có khả năng tập trung tốt hơn trong cái động tác, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng có nhiều cái kỹ năng mới trong việc điều phối công việc, cảm xúc. Để giữ được cân bằng thì chúng ta phải giảm được căng thẳng. Cũng giống như là chúng ta là kiểm soát được cảm xúc của mình ấy, để giảm được tác nhân ảnh hưởng đến mình. Hạ xuống. Thẳng chân. Ta cố gắng lặp lại một lần nữa. Lặp lại một lần nữa. Tay trái, chân trái. Tay bên phải chống vào hông. Ở mức độ nâng cao hơn của động tác này, khi mà chúng ta giữ mà thực sự được gọi là cân bằng, nên chúng ta không thể căng thẳng, chân chúng ta đã song song được với sàn, thì chúng ta có thể xoay và hướng tay lên trần, siết bắp đùi lại, siết lại, căng mũi chân. Nhìn xuống dưới nhé, nhìn xuống dưới. Nhìn xuống dưới. Khi thở trầm, nhìn xuống dưới, ướt ngược lên. Khi thở trầm, khi thở chậm, đổ thôi, hạ xuống. Có bạn nào đang dạy trên lớp mà đứng một chân không? Hôm nào cho học viên của mình nhé, cho các sinh viên bắt đứng một chân để họ học tập trung sẽ tốt hơn. Đổi chân, tay phải, chân phải. Cứ bình tĩnh, hít thở chậm. Khi chân chúng ta song song với sàn, mức độ nâng cao hơn của động tác này là có thể xoay vai lên trên và hướng tay lên trần. Thả lỏng trán, thả lỏng trán. Có thẳng. Thôi, hạ xuống. Hạ xuống. Rồi, cả lớp mình ngồi xuống. Vất vả quá. Thường thường mọi người ít đứng mà. Trong cái thời gian một ngày mà chúng ta có 16 tiếng mà làm việc ấy, thì phần lớn là chúng ta hay ngồi nhiều. Kể cả đi ngoài đường là hay ngồi. Lúc nấu cơm, xem tivi, các thứ. Phần lớn công việc của chúng ta là hay ngồi, nên là cái chân của mọi người càng ngày càng yếu. Phần chân cô thấy là những ai tầm 40 tuổi bây giờ tỷ lệ nó cứ bên trên nó to, bên dưới nó nhỏ lại. Đúng không? Chân thì bé, bên trên phình ra. Như vậy, nó do cái công việc, cái cách của chúng ta bây giờ là ít đi lại. Rồi, co hai chân, tư thế góc cố định. Có chân gần vào háng. Có chân gần vào háng. Hai bàn chân chạm vào nhau. Tay đan giữ các ngón chân. Hít vào thẳng lưng lên. Thật ra gập về trước. Gập về trước. Ta đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Tư thế này cũng là động tác kéo giãn thôi. Do vậy hít thở sâu, hít thở chậm lại một chút là được. Dù có thể không gập được xuống thì ít nhất chân, ít nhất lưng cũng phải thẳng đã. Muốn thẳng thì lúc nào cũng hơi dướn cằm lên một chút và duỗi dài sống lưng. Duỗi dài sống lưng. Khi thở trầm. Từ từ ngồi dậy. Giữ thẳng hai chân về phía trước thì để căng duỗi. Thẳng mũi chân, chụm sát chân lại, thẳng mũi chân, mũi chân, mũi chân. Hít vào hai tay vươn, đẩy ngược lên, nào thẳng mũi chân chứ không phải dựng. Thật ra vươn về trước,
chạm tay xuống thảm cạnh hai bên chân. Cạnh hai bên chân. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Muốn giãn được lưng cho động tác này. Đầu tiên nhắm mắt. Bước 2, hít thở chậm vài hơi để cho cơ thể chúng ta nó thư giãn, nó mềm ra. Và đặc biệt là thả lỏng khuôn mặt. Bước thứ 3, mỗi lần thở ra thì chúng ta hơi ưỡn ngực lên một chút và lân tay về trước một chút. Một chút ở đây được tính bằng mili ấy, chứ không tính bằng centi đó. Mỗi lần chỉ tiến một chút thôi thì nó giãn ra rất là dễ chịu. Nếu ở nhà mình thực hiện động tác này có thể giữ thoải mái 5 phút, 10 phút cũng được. Hãy nhắm mắt lại, tập trung vào cái cơ thể của mình. Hãy nghĩ đến cái phần thắt lưng ấy. Khi hít vào chúng ta hơi ưỡn ngực lên. Thật ra chúng ta hơi lân tay về trước. Một cách đo gọi là tương đối thôi. Thì động tác này cũng là động tác để kiểm tra sức khỏe của mình. Một cơ thể được gọi là bình thường thì trong tư thế này cái cổ tay của chúng ta ấy, nó phải chạm tới ngón chân. Tay sau khi giữ thẳng mũi chân ấy, thì cái cổ tay chúng ta nó phải vượt qua được ngón chân, ngang ngón chân. Thì nếu mình không tới thì nghĩa là lưng của chúng ta đang gặp vấn đề. Không tới đúng không? Thì nghĩa là so cơ thể của hai mấy nhỉ? Em 32. Thế bằng tuổi tớ à? Đấy. Đấy, cơ thể của 32 về cơ bản vừa tính tuổi là trẻ hơn. Còn tính tuổi cô Thảo là phải gần gấp đôi đúng không? Cô Thảo gần gấp đôi đúng không? Đấy. Nhưng mà cơ thể sinh học thì trong động tác này thì bạn là đang là khoảng tầm 50, còn cô Thảo mới là 32 thì mới là đúng. Thôi từ từ ngồi dậy. Tuổi sinh học thì là cô Thảo ngon hơn. Trẻ hơn, tuổi đời cô Thảo lại nhiều hơn. Rồi chúng ta co chân, nằm ngửa lại và lăn lưng. Chúng ta nằm hẳn xuống với tư thế cái cầu. Gót chân gần vào mông. Gót chân gần vào mông. Hai tay chạm gót chân, bàn chân song song với nhau đã. Cứ xoay cái mũi chân vào trong. Khi đầy một hơi, nâng mông lên. Đẩy cao lên, đẩy cao lên. Thật ra giữ. Cố gắng là hơi xoay mũi chân vào trong một chút thì mình sẽ tập được nhiều hơn về phần cơ đùi. Cùng động tác nhưng chúng ta tác động được vào nhiều nhóm cơ hơn. Hãy cố gắng đẩy cao lên. Ở trong động tác này cũng là một cái kiểm tra sức khỏe luôn. Phần lớn động tác yoga là một cái kiểm tra. Thì trong động tác này chúng ta có thể kiểm tra được độ cong của sống lưng này. Thứ hai là độ khỏe của cơ đùi này. Nếu mà cơ đùi được khỏe gọi bình thường, nó sẽ có rất nhiều cái bài test, bài kiểm tra nhé. Nhưng trong động tác này thì cái kiểm tra đó là cái độ khỏe của đùi chúng ta nó phải nâng cơ thể lên song song với sàn. Cái mặt đùi ấy, nó song song với sàn. Chứ nó không dốc về phía bụng đâu. Việc kiểm tra độ khỏe của cơ đùi của mình. Thế cơ đùi mà không khỏe thì gối cũng bị ảnh hưởng. Thể hiện cả độ khỏe của sống lưng nữa. Thôi hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Ôm lấy gối. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Thả lỏng trán, thả lỏng thắt lưng. Tương tự những tư thế tách ngang, mỗi tay giữ một chân, dang rộng hai chân, dang rộng hai chân, thả lỏng một cách thật tự nhiên để tự cái sức nặng của cơ thể nó rơi đổ sang hai bên, co chân cũng được, không sao cả. Tay giữ chặt một chút, tránh bị tuột, hoặc là giữ vào cạnh chân đi, không giữ được ngón chân, giữ cạnh chân.
thả lỏng chân. Nếu chúng ta đẩy căng thì gọi là tập, nếu thả lỏng thì nó rơi đổ sang hai bên. Thì đây là động tác thư giãn. Khi mình phải đứng nhiều hơn thì mình sẽ có các bài tập liên quan đến giãn cái phần chân. Hạ chân xuống, hạ chân xuống. Co gối chân phải lên, chúng ta nằm nghiêng sang bên trái. Đầu xoay ngược lại sang bên phải. Tay trái chúng ta có thể giữ gối chân phải, sau đó nhấn chạm nó xuống sàn. Nhấn chạm nó xuống sàn. Tay phải chúng ta dang ngang với lòng bàn tay ngửa lên trên. Những động tác đơn giản này thôi nhưng nó thể hiện cái biên độ xoắn của sống lưng. Nếu mà cái biên độ xoắn gọi trung bình thì trong động tác này hai vai chúng ta sẽ gần chạm xuống sàn. Hai cái vai ấy, nếu vai mình nó bị bênh lên thì có thể là một phần nào đó các cái đốt sống lưng nó bị mắc ở một vị trí nào đó, và tổng các cái vị trí nó cộng lại nó làm biên độ xoay của mình không xoay được hết, hay gọi là trạng thái gọi là thoái hóa. Thả lỏng chán, hít thở chậm. Đầu chân, chân trái co lên. Tay phải giữ gối. Đầu xoay ngược lại. Thả lỏng tay. Hít thở chậm. Phương pháp hít, phương pháp thả lỏng. Nếu thời gian chúng ta không nhiều thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái vị trí mà thường mỏi cơ. Nhưng đầu tiên phải ưu tiên cái vùng trán ở khuôn mặt của mình trước. Chỉ cần thở chậm và nghĩ đến vùng trán, nghĩ đến khuôn mặt, thả lỏng khuôn mặt ra. Thì riêng cái hệ thống thần kinh trung ương mà thả lỏng thì gần như các cái nhóm cơ khác cũng đã được thư giãn rồi. Các vị trí tiếp theo có thể là vùng vai và vùng cổ. Chúng ta hay mỏi cơ là vì chúng ta cứ siết cái vùng cơ đấy lại một cách gọi là bị động. Hoặc là lớp mình nằm ngửa, hít vào hai tay chúng ta đan lại, hai tay đan lại. Thật ra vươn căng tay về sau đầu, giữ căng mũi chân, giữ căng mũi chân, đẩy căng ngực lên để kéo giãn toàn bộ cơ thể. Và từ từ buông tay. Co chân, chúng ta làm nghiêng hẳn sang bên phải. Nghiêng hẳn sang bên phải. Mở cái lớp mình ngồi dậy. Cái lớp là chung ạ. Mở lớp nghỉ.